Sáng nay, ngày 3 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 9 tháng 12 năm kỷ hợi, tại Chùa Minh Ngộ, thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, đã long trọng diễn ra lễ đặt nóc tam bảo, lễ phạt mộc xây dựng nhà mẫu và tạc tượng Phật Ngọc, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau khi được bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Ngộ, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tránh Văn phòng Trung ương Giáo hội cùng với lòng nhiệt thành ủng hộ của quý vị Phật tử huyện Gia Lâm đã bắt tay vào việc xây dựng các hạng mục của ngôi chùa, trong đó có ngôi Tam Bảo, nhà mẫu và tạc tượng Phật Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau một năm khởi công xây dựng, các hạng mục công trình đã dần hoàn thiện, đáp ứng nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Hoàng Lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thành Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thành Điện, Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Tránh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thành Chính, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội. Ngoài ra, tham dự buổi lễ còn có sự tham dự của Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư tôn đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, Chư tôn đức Liên Minh Phật giáo Lào, quý đại biểu các cấp chính quyền cùng đông đảo quý Phật tử đồng tham dự và nhiệt thành ủng hộ cho Phật sự này sớm được viên thành. Tại buổi lễ, Chư tôn đức chứng minh cùng toàn thể đại chúng đã niêm hương bạch Phật, nhất tâm cầu nguyện Phật sự sớm được viên thành. Sau phần nghi lễ được tiến hành, trừ Tôn Đức lãnh đạo Trung mương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các Phật tử và khách mời trang nghiêm cử hành lễ đặt nóc tam bảo và phạt mộc xây dựng nhà mẫu theo nghi thức Phật giáo. Tiếng niệm hồng danh Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vang lên, niềm vui cũng hiện diện trên khuôn mặt của toàn thể đại chúng. Tiếp sau đó, Chư Tôn Đức Chứng Minh đã cùng cử hành nghi thức niêm hương, chú nguyện, cử hành lễ tạc tượng Phật Ngọc tôn tượng Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Được biết, tôn tượng được tạc từ hai khối đá hồng ngọc và sau khi hoàn thành, tôn tượng Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni sẽ được tôn thờ tại Tam Bảo Chùa Minh Ngộ nhờ vào sự gia hộ của Tam Bảo, sự quan tâm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tăng ni cùng các cấp lãnh đạo chính quyền, các doanh nghiệp cùng đông đảo quý Phật tử gần xa, buổi lễ đã được thành tựu viên mãn, mong rằng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, quý Phật tử và bà con nhân dân địa phương, ngôi chùa sẽ sớm được hoàn thiện khang trang tố hảo trong thời gian tới.